Chào các bạn, hôm nay Phong Thủy May Mắn lại tiếp tục luận giải về tử vi tuổi Thìn năm 2020. Trong năm Canh Tý, bản mệnh nạp âm là Bích Thượng Thổ, thoát khỏi sự kìm kẹp của Thái Tuế. Năm Canh Tý này, mệnh chủ sẽ có được những bước tiến lớn, song vẫn gặp phải không ít khó khăn do bị hung tinh đeo bám, vây hãm. Phong Thủy May Mắn tặng miễn phí cho bạn Thái Tuế Phù là bùa may mắn trong năm 2020. Các bạn hãy liên hệ với Phong Thủy May Mắn để nhận được phần quà này nhé. Đầu tiên thì hãy cùng Phong Thủy May Mắn luận giải về tổng quan tử vi tuổi Thìn năm 2020. Vượt qua năm Phạm Thái Tuế năm 2019, cuộc sống của con giáp này sẽ có nhiều biến động sau những khó khăn vất vả mà trước đó bạn phải chịu đựng. Tuổi Thìn năm 2020 được các tinh vây quanh, tuy nhiên để nói là qua cơn bĩ cực tới hồi Thái Lai thì còn phải xem xét liệu những kế hoạch của bạn có được chuẩn bị kỹ càng và được thực hiện thành công hay không. Bởi lẽ ngoài các tinh thì vẫn có hung tinh đeo bám, ba sao xấu này sẽ cản trở bạn khá nhiều trên con đường mình đã chọn. Trong năm Canh Tý, Thái Tuế, Tý Thủy và Thìn Thổ hợp thành quan hệ bán hợp thủy cục giúp tăng tiến tài lộc. Trong năm 2020, con giáp này sẽ có nhân duyên khá là vượng, mọi chuyện nhiều thế mà cũng được xử lý nhanh chóng và thuận lợi. Đường tài lộc vượng sắc có lợi cho các dự án hợp tác kinh doanh, marketing, bán hàng, thành tích đạt được sẽ tăng vọt, tạo mức thu nhập ổn định và không ngừng tăng tiến cho con giáp này. Trong cuộc sống hàng ngày, bản mệnh cũng cần phải biết cách hưởng thụ và thư giãn bản thân. Điềm báo tử vi cho thấy vận trình tình cảm của con giáp này khá là ổn định. Mặc dù cuộc sống vẫn còn nhiều khó khăn, vất vả, công việc căng thẳng và nhiều áp lực cả về thể chất và tinh thần, Phong Thủy May Mắn tặng miễn phí cho bạn Thái Tuế Phù là bùa may mắn trong năm 2020. Xét từ góc độ ngũ hành thì tuổi Thìn thích hợp làm những ngành nghề liên quan đến ngũ hành kim và thủy sẽ giúp bản mệnh bộc lộ được hết tài năng của mình, dùng tài năng để đổi lấy tiền bạc về tay. Những chú rồng cũng đừng quên rằng phải trong năm vẫn có điểm báo xung sát, cần phải lưu ý không nên đắc tội với người khác, dễ vướng phải họa khẩu thiệt thị phi, thậm chí kiện cáo ra vào tòa án cũng dễ bị phá tài hào lộc. Trong một số trường hợp đặc biệt, con giáp này có thể bị thương tích trên người nên phòng tránh tai họa bất ngờ do đồ kim loại hay là vật sắc nhọn gây ra. Trong năm Thái Tuế là Tý Thủy nên lưu ý hạn chế đi đến những nơi nhiều nước như ao hồ, sông suối, cũng tránh tới nơi ẩm ướt tối tăm, sát khí nhiều mà dương khí cạn để không gặp phải chuyện chẳng lành. Vừa rồi là tổng quan về tử vi tuổi Thìn năm 2020. Và bây giờ hãy cùng Phong Thủy May Mắn tìm hiểu chi tiết hơn về sự nghiệp của tuổi Thìn trong năm Canh Tý nhé. Tử vi sự nghiệp tuổi Thìn năm 2020 mệnh gì? Xem tử vi 2020 của tuổi Thìn về phương diện sự nghiệp, con giáp này có canh kim lộ xuất thực thần, chủ lợi về các dự án hợp tác làm ăn, kinh doanh buôn bán, bản mệnh có thể dựa vào chính sức mình để làm được những điều mình mong muốn, hoàn thành kế hoạch đề ra với thành tích xuất sắc. Bản mệnh dù làm ở vị trí nào cũng đều có thể giành được thành công, nhất là những người làm trong lĩnh vực marketing thì khả năng thành công lại càng cao, chẳng những thăng quan tiến chức mà còn có thêm thu nhập. Tuy nhiên, mặt trái của vấn đề là một số bạn sẽ thiếu đi sự lãnh đạo của cấp trên mà phải tự mình lên kế hoạch cho mọi người, tự đốc thúc bản thân giữ vững tinh thần quyết tâm để hoàn thành nhiệm vụ. Mặc dù nhờ các tinh hỗ trợ nên mọi chuyện về cơ bản là khá nhẹ nhàng và thuận lợi, nhưng vẫn đòi hỏi con giáp này phải kiên trì. Bạn sẽ nhận được mức đãi ngộ tăng tiến, đồng thời cũng có thêm tiền lương, tiền thưởng cho nỗ lực của mình. Bản mệnh nên tiến hành đầu tư vào những lĩnh vực dự án liên quan đến hành thủy hay hành kim để dễ thu lợi hơn. Các dự án về thủy lợi, thủy sản, ẩm thực, tài chính, hàng kim loại sẽ là những lĩnh vực mà bản mệnh nên tham khảo thêm. Để công việc được suôn sẻ, gặp ít sóng gió, khuyên anh chị nên thỉnh bát bảo tâm kinh và vòng tam hợp quý nhân. Vòng tam hợp quý nhân dùng để chiêu quý nhân, khi được quý nhân giúp đỡ thì công việc hanh thông, thuận đà phát triển. Bát bảo tâm kinh đem lại bình an, may mắn, gia tăng phúc lộc. Bát bảo tâm kinh đem lại bình an, may mắn, gia tăng phúc lộc. Khi phúc lộc tăng thì công danh sự nghiệp cũng theo đà mà phát triển. Tử vi tài lộc tuổi Thìn năm 2020.
năm Canh Tý 2020 canh Kim Lộ xuất thực thần, Tý Thủy họa thiên tài, lại thêm cục diện Tý Thìn bán hợp cùng trợ lực nên đường tài lộc của tuổi Thìn cực kỳ lý tưởng. Trong năm con giáp này không cần lo lắng quá nhiều về vấn đề tiền bạc, có thể dựa vào chính sức lực của mình, dùng trí thông minh và năng lực của bản thân để đổi lấy tài lộc về tay, cũng đạt được nhiều thành công mà có sự tăng tiến trong lương thưởng và mức đãi ngộ. Khoảng thời gian này, tuổi Thìn có thể tham gia các dự án hợp tác kinh doanh buôn bán sẽ dễ thu lợi về tay, nhất là những dự án có liên quan đến thủy lợi, thủy sản, đồ ăn, đồ uống ẩm thực, đồ kim loại hay là tài chính thì sẽ may mắn hơn nhiều, nguồn thu không ngừng lớn mạnh. Để tài lộc tăng, hãy sử dụng Bát Bảo Tâm Kinh. Bát Bảo Tâm Kinh là vật phẩm phong thủy được thiết kế hai mặt, bao gồm mặt trước là hình tượng tám bảo vật của nhà Phật, tượng trưng cho sự bình an, may mắn. Mặt sau là Bát Nhã Tâm Kinh và Ngũ Bộ Chú giúp gia tăng phúc đức, phúc phần. Phúc phần tăng thì tuyệt nhiên tài lộc cũng tăng, công danh sự nghiệp thăng tiến. Tử vi tình cảm tuổi Thìn năm 2020. Xem vận trình tình duyên của tuổi Thìn năm 2020. Nam mệnh tuy đào hoa không nhiều nhưng bản thân lại có nhân duyên khắc giới cực tốt. Bạn dễ dàng tự tìm được cơ hội để tiếp cận làm quen với người mình có cảm tình. Nam tuổi Thìn thông minh, tài giỏi và có phần thực tế. Song bạn hoàn toàn có thể tìm được một nửa phù hợp với mình. Đôi bên cùng bị hấp dẫn bởi đối phương, tỷ lệ thành đôi khá là cao. Xong, cần nhớ phải chủ động hơn trong chuyện tình cảm, bởi nhân duyên này không phải là đào hoa vượng mà có, chỉ là cơ hội mà nhân duyên đem lại mà thôi, không nắm bắt thì cơ hội sẽ tan biến. Nữ mệnh tuổi Thìn không có nhiều biến động trong chuyện tình cảm, mọi thứ bình bình, không có gì đặc biệt. Người có đôi thì vẫn giữ được mối quan hệ ở mức bình ổn, còn người độc thân chưa thực sự sẵn sàng để bước chân vào một mối quan hệ mới. Thời điểm năm 2020, nhân duyên không tồi, bản mệnh hãy nhân cơ hội này để kết bạn làm quen với nhiều người hơn nữa, có thể bằng nhiều cách để tìm người phù hợp với mình. Đừng chỉ ngồi im một chỗ chờ tình yêu tới, bạn cần phải chủ động và tích cực hơn, bởi cuộc sống là không chờ đợi, thanh xuân trôi qua trong chớp mắt, không thay đổi thì khó có thể tạo được bước đột phá trong chuyện tình cảm của mình. Với những bạn chưa lập gia đình thì cần làm gì để có được sự hấp dẫn hơn với người khác phái? Ai cũng biết chim công là một trong tứ địa linh, long, ly, quy, phụ, là biểu tượng của sự sang trọng, quý phái, quyền quý cao sang, nên vật phẩm phong thủy nào có hình tượng con công cũng sẽ đem lại may mắn trong tình duyên. Khổng tước phỉ thúy được thiết kế bằng đá phỉ thúy, trên đó có hình tượng chim công được làm bằng bạc 925. Chính vì thế mà khổng tước phỉ thúy là vật phẩm phong thủy kích tình duyên hàng đầu, được các khách hàng bên phong thủy may mắn tin dùng. Với những người đã lập gia đình, để vợ chồng hòa hợp hạnh phúc, anh chị hãy thỉnh ngay khổng tước phỉ thúy mang bên mình. Trong trường hợp bạn tình của mình có dấu hiệu ngoại tình, bồ bịch, linh tinh thì hãy sử dụng gà trống hoặc kiếm gỗ đào hoa để hóa giải. Tử vi sức khỏe tuổi Thìn năm 2020. Vận trình sức khỏe của tuổi Thìn trong năm 2020 khá là tốt, không có nhiều vấn đề lớn và nghiêm trọng. Thái tuế trong năm là cát tinh, song vẫn có hung tinh đeo bám nên khó tránh được những thương tích nhỏ nhưng không ảnh hưởng đến tổng thể sức khỏe của bản mệnh. Tuy nhiên, tuổi Thìn nên nhớ tránh đi đến những nơi ẩm ướt tối tăm hay nhiều nước như sông, hồ, ao, suối, nơi âm khí vượng để tránh hậu quả về sau. Bản mệnh cũng nên lưu ý sắp xếp gọn gàng, kín đáo những vật kim loại sắc nhọn trong nhà để tránh thương tích không đáng có. Cạnh bàn, cạnh tủ nếu quá sắc bén thì nên tìm cách để khắc phục. Tuổi Rồng nên hạn chế tham gia các hoạt động mạo hiểm hay là hoạt động ngoài trời để giảm khả năng thương tích cho mình. Cũng nên lưu tâm hơn đến vấn đề tiêu hóa, dễ mắc bệnh dạ dày hay là đại tràng. Hãy thỉnh Bát Bảo Tâm Kinh để đem lại bình an, sức khỏe. Bát Bảo Tâm Kinh là vật phẩm phong thủy được thiết kế hai mặt, bao gồm mặt trước là hình tượng tám bảo vật của nhà Phật, tượng trưng cho sự bình an, may mắn. Mặt sau là Bát Nhã Tâm Kinh và Ngũ Bộ Chú giúp gia tăng phúc đức, phúc phần. Phúc phần tăng thì tuyệt nhiên sức khỏe cũng tốt, làm gì cũng tràn đầy năng lượng. Ngoài ra thì mệnh chủ cũng cần phải lưu ý có thể bị cảm cúm hay mệt mỏi do thời tiết nên
năng tập thể dục thể thao, ăn uống ngủ nghỉ khoa học để tăng sức đề kháng cho mình. Tử vi tuổi Thìn năm 2020 theo từng tuổi chi tiết. Tử vi 2020 Canh Thìn, sinh năm 2000, Bạch Lạc Kim. Người sinh năm Canh Thìn 2000 trong năm Canh Tý sẽ có được khá nhiều thành công trên con đường học hành. Bản mệnh giành được thành tích không tồi, có tính cách vui vẻ yêu đời nên được thầy yêu bạn mến. Áp lực từ gia đình và nhà trường không quá lớn, có nhiều thời gian rảnh rỗi, cuộc sống khá là nhẹ nhàng nhưng cần sắp xếp mọi việc cho hợp lý. Nếu chú ý nghe giảng, tập trung học hành cho tốt, tạo nền tảng vững vàng cho sự nghiệp sau này. Với những bạn đã đi làm thì nên giữ cho mình được tinh thần cầu tiến, ham học hỏi, chăm chỉ, chịu khó, tìm kiếm cơ hội để nhanh chóng rút ngắn khoảng cách của mình với mọi người. Có thể tranh thủ thời gian rảnh rỗi để học thêm kiến thức, tích lũy thêm kinh nghiệm cho mình. Tránh nảy sinh tranh chấp xung đột với mọi người, cố gắng giữ mối quan hệ hoàn hảo với đồng nghiệp và cấp trên. Đừng chấp nhặt gay gắt thái quá, vạn sự vĩ hòa vi quý, nhún nhường là hơn. Tử vi 2020 tuổi Mậu Thìn, sinh năm 1988, Đại Lâm Mộc. Vận trình năm 2020 của người tuổi Mậu Thìn khá là lý tưởng. Con giáp này đường công danh có quý nhân nâng bước, mọi chuyện đều thuận buồm xuôi gió, có nhiều cơ hội để thăng quan tiến chức, lương bổng cũng cao hơn. Mệnh chủ có các mối quan hệ xã giao rộng, nhân duyên cũng khá tốt, song cần chú ý phân biệt rõ ràng người tốt kẻ xấu, đừng để mình tin lời kẻ xấu mà đầu tư một khoản tiền lớn vào nơi không đáng tin cậy. Cũng đừng hiểu lầm người tốt mà khiến cho quý nhân xa dần. Trong cuộc sống hàng ngày nên học cách kiểm soát cảm xúc cho tốt, dù gặp chuyện gì cũng cần phải bình tĩnh. Chuyện quan trọng nên bàn bạc cùng với mọi người chứ đừng tự ý mà quyết định. Chớ nóng vội, cần bình tĩnh chờ đợi thời cơ, đừng bốc đồng sốc nổi mà hỏng việc. Về phương diện sức khỏe, tuổi Thìn nên sắp xếp thời gian làm việc và nghỉ ngơi hợp lý, ăn uống điều độ, nên chọn đồ thanh đạm, hạn chế ăn uống ở vỉa hè hay những nơi hợp vệ sinh. Về phương diện sức khỏe, tuổi Thìn nên sắp xếp thời gian làm việc và nghỉ ngơi hợp lý, ăn uống điều độ, nên chọn đồ thanh đạm, hạn chế ăn uống ở vỉa hè hay những nơi không hợp vệ sinh. Tử vi 2020 tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976, xa trung thổ. Người tuổi Thìn sinh năm 1976 sẽ có nửa đầu năm 2020 vận trình khá tốt, có được nhiều bước phát triển mới trên con đường sự nghiệp, khai phá thêm nhiều lĩnh vực mới mẻ. Con giáp này chủ động đưa ra ý kiến của mình, cố gắng hết sức để nâng cao hiệu quả công việc. Nên lưu ý về các mối quan hệ xã giao, tìm cách để cân bằng, giữ thái độ hòa nhã, khiêm nhường, đừng để đắc tội với đồng nghiệp, giữ cho các mối quan hệ nơi công sở được hoàn hảo. Người làm ăn, kinh doanh nên kiên nhẫn chờ đợi thời cơ, đừng nóng vội, bất cứ chuyện gì cũng cần phải suy tính thực tế, đừng mơ mộng mà mất tiền hao của. Nếu có ý định đầu tư thì nên quan sát, chú ý từng biến động trên thị trường, đừng đầu tư mạo hiểm, cũng đừng bỏ qua bất cứ một chi tiết nào trong kế hoạch của mình, cố gắng để hạn chế sai lầm ở mức thấp nhất. Trong năm, nhân duyên không được tốt, con giáp này không duy trì được các mối quan hệ cũ và gây dựng được thêm các mối quan hệ mới, dễ bị người khác cô lập, ảnh hưởng đến vận trình tổng thể. Tử vi tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964, Phú Đăng Hoảng. Người tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964 trong năm 2020, vận trình không có gì nổi bật. Khoảng thời gian đầu năm sự nghiệp thuận lợi, có đà thăng tiến, nên chú ý để nắm bắt cơ hội ngay khi có được. Yếu tố may mắn chỉ là một phần, các bạn con giáp này phải dựa vào chính sức của mình, nỗ lực hết sức thì tất giành được thành quả không tồi. Tuy nhiên, nên chú ý lượng sức mình, đừng theo đuổi những thứ quá là xa xôi, chọn cho mình mục tiêu vừa sức, thấy đủ là đủ, đừng nên tự ép bản thân. Khoảng thời gian cuối năm vận trình dần xuống dốc, nếu có dự định đầu tư thì cần cực kỳ thận trọng, hạn chế đầu tư với quy mô lớn, khả năng mất tiền hao của là rất cao. Đã xác định đổ tiền đầu tư thì việc gì cũng phải tự mình làm, tìm hiểu thật kỹ trước khi quyết định, đừng thấy bước đầu suôn sẻ mà đắc ý, quên mất là phải khiêm nhường. Về phương diện tình cảm, năm Canh Tý là lúc mà đôi bên cần dành cho nhau khoảng thời gian riêng. Đừng can thiệp mọi điều trong cuộc sống của đối phương, thường xuyên chia sẻ tâm sự với nhau những điều mình còn mong mỏi, thổ lộ những bí mật vùi sâu. Mâu thuẫn nếu có nảy sinh thì nên giải quyết sớm, đừng để nó trở thành ung nhọt.
Tử vi 2020 tuổi Nhâm Thìn, sinh năm 1952, trường Lưu Thủy. Coi bói tử vi năm Canh Tý 2020, người tuổi Nhâm Thìn thời trẻ, sự nghiệp lẫy lừng, có quyền có thế, về già vẫn giữ được danh tiếng cho mình. Nói chung vận trình của người này luôn thuận buồm xuôi gió, những năm tuổi già hưởng trọn vinh hoa phú quý, chẳng phải lo phiền. Cuộc sống thanh nhàn vui vẻ, thời gian rảnh lại cùng bạn bè tụ họp chuyện trò. Bản mệnh có thể đăng ký tham gia các đoàn hội hay là đi du lịch theo đoàn để tâm hồn được thư thái, giải tỏa áp lực nếu có. Tuy nhiên, con giáp này nên nhớ cẩn thận đề phòng kẻ xấu không thừa, đừng chủ quan nghĩ rằng mình đã đi qua gần hết đời người, biết hết mọi sự trên đời mà chủ quan, dễ bị kẻ xấu lừa gạt. Đừng mạo hiểm tin vào việc đầu tư lãi suất cao, tốt nhất nên lựa chọn cách đầu tư ổn định, sử dụng tiền bạc hợp lý, tránh để tuổi già còn bị lừa mất tiền dưỡng già. Bất cứ chuyện gì cũng nên thương lượng bàn bạc với người thân, đừng cố chấp làm theo ý mình, cũng đừng ham làm quá mà hại tới sức khỏe. Theo thời gian tuổi tác gia tăng, không nên ăn đồ sống, đồ lạnh hay là đồ cay nóng, hạn chế hút thuốc, uống rượu, tăng cường tập luyện thể dục thể thao vừa sức mình để cho có sức khỏe được tốt hơn. Tử vi 2020 tuổi Canh Thìn, sinh năm 1940, Bạch Lạc Kim. Người tuổi Thìn sinh năm 1940, vận trình có nhiều bước tiến triển. Tuy nhiên do năm vừa rồi chịu tác động xung thái tuế nên sức khỏe bị ảnh hưởng nhiều, một số người vẫn còn bệnh tật trong người. Song bản mệnh cũng không cần quá lo lắng bởi bệnh tình sẽ có biến chuyển tốt. Tuy nhiên đừng mong có thể khỏi được hoàn toàn, dù sao thì tuổi cũng đã cao, sức đề kháng không còn tốt như thời thanh niên. Không tới mức đau ốm liên miên đã là điều may mắn rồi. Một số người sức khỏe trước giờ luôn rất tốt thì trong năm cũng đừng chủ quan, hung tinh ngũ quỷ nhập mệnh có thể gây ra những tai họa bất ngờ, đi đâu làm gì cũng cần phải lưu ý đề phòng. Tổng quan tử vi tháng của tuổi Thìn năm 2020. Tử vi tháng 1 năm 2020 âm lịch, trong tháng đầu tiên của năm Canh Tý, người tuổi Thìn mọi mặt đều thuận lợi, vận khí cực vượng là khởi đầu tốt trong năm mới. Về phương diện công việc, con giáp này được bạn bè, đồng nghiệp giúp đỡ rất nhiều, mọi nhiệm vụ được giao đều hoàn thành xuất sắc, vượt mức mong đợi. Tài lộc tăng tiến, dù là chính tài hay là thứ tài đều vô cùng lý tưởng, có nhiều cơ hội đón tài lộc bất ngờ về tay, không có nỗi lo về tài chính. Đường tình duyên cũng được như ý, bản mệnh có thể thu hút sự chú ý của người khác phái bằng sức hấp dẫn của riêng mình. Đối phương là người có điều kiện không tồi, nếu cảm thấy hợp lý thì nên lựa thời cơ bày tỏ tình cảm. Cơ hội đến thì hãy nắm bắt, nhanh chóng thoát khỏi cảnh độc thân. Tử vi tháng 2 năm 2020 âm lịch. Xem tử vi tháng 2 âm năm 2020, tuổi Thìn dễ đau khổ vì tình, vận trình tình duyên sa sút. Người đang yêu thường bị bận bịu với công việc mà thiếu quan tâm chăm sóc cho nửa kia của mình, tạo cơ hội cho kẻ thứ ba xuất hiện. Với sự chen chân của kẻ thứ ba, tình cảm đôi bên nảy sinh nhiều rạn nứt, những mâu thuẫn nghi ngờ phát sinh liên tục, nếu không giải quyết ổn thỏa thì sẽ nhanh chóng khiến cho tình cảm tan vỡ phôi pha. Song sức khỏe của những chú rồng trong thời gian này khá là tốt, bản mệnh không dễ bị bệnh tật đe dọa, có điều cần lưu ý chuyện ăn uống. Nên hạn chế đồ ăn cay nóng, đồ ăn có tính kích thích cao như hành, tỏi để tránh ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ, hạn chế uống rượu, hút thuốc. Tử vi tháng 3 năm 2020 âm lịch. Tiến sang tháng 3 âm lịch, người tuổi Thìn, sự nghiệp vẫn chưa đạt tăng tiến tốt, tuy nhiên vận trình tài lộc lại không có gì nổi bật. Xét về phương diện sự nghiệp, con giáp này được cấp trên ưu ái, trọng dụng, có thể được phái đi bồi dưỡng ở nơi khác, cũng có thể đi công tác khảo sát dài ngày, cần nắm bắt cơ hội hiếm có này để nâng cao năng lực của mình trên mọi phương diện. Về tài vận, bản mệnh tuy không xui xẻo gặp họa mất tiền, nhưng rất có thể hao tài tốn của vì thói quen mua sắm của mình. Bản mệnh dễ siêu lòng trước những món đồ xa xỉ, đổ cả đống tiền vào những thứ không thực sự cần thiết. Nên kiểm soát bản thân tốt hơn, đừng tự khiến mình mang thêm áp lực về kinh tế, gánh thêm đống nợ trên vai. Tử vi tháng 4 năm 2020 âm lịch, đường tình duyên và tài lộc của tuổi Thìn trong tháng 4 năm 2020 sẽ có những biến chuyển theo hướng tích cực, nhất là về thứ tài. Thời điểm cuối tháng, vận trình sẽ thịnh vượng vô cùng, chính bản mệnh cũng không thể ngờ tới.
Dù là người độc thân hay là đã có đôi thì trong tháng này tuổi Thìn cũng sẽ có được hạnh phúc của riêng mình. Đào hoa vượng, bản mệnh thường xuyên nhận được sự chú ý của những người khác phái. Người độc thân đứng trước nhiều lựa chọn cần phải tỉnh táo để tìm người thực sự phù hợp với mình. Với những bạn đã có đôi cần phải giữ khoảng cách với những người khác phái xung quanh mình, đừng dễ dàng dao động. Đường tài lộc tháng tư âm khá là lý tưởng do được thần tài che chở. Chuyện làm ăn kinh doanh thuận lợi, các đơn hàng tới tấp bay về, lợi nhuận tăng lên gấp bội. Tử vi tháng 5 năm 2020 âm lịch, trong tháng 5 âm lịch, những chú rồng sẽ phải đối mặt với những biến động khá lớn trên con đường sự nghiệp. Xét tổng thể thì vận trình đang dần đi xuống, áp lực gia tăng, sức khỏe cũng không được tốt cho lắm. Tuổi Thìn không thể chỉ dựa vào sức của mình để hoàn thành công việc mà thường cần đến sự giúp đỡ, hỗ trợ của mọi người. Tuy nhiên, điều này sẽ gia tăng không ít áp lực và ảnh hưởng đến thành quả lao động, có thể gây ra tổn thất nhất định đối với công ty. Bản mệnh nên bình tĩnh, đừng hoang mang, hoảng loạn, cần tìm cách để nâng cao năng lực, năng suất lao động, bồi dưỡng thêm kiến thức và năng lực làm việc của mình. Đừng để bản thân trở thành gánh nặng của tập thể. Về phương diện sức khỏe, tuổi Thìn thường phải gặp phải những tai nạn bất ngờ, tuy nhỏ thôi nhưng cũng có thể bị va vấp, xước sát, chảy máu. Cần chú tâm hơn khi làm bất cứ việc gì, tự bảo vệ bản thân khi có sự cố xảy ra. Tử vi tháng 6 2020 âm lịch. Tháng 6 năm 2020 âm lịch là lúc mà đường tình duyên của tuổi Thìn bắt đầu có những biến chuyển tích cực hơn. Tuy không quá lớn nhưng so với khoảng thời gian trước đó, khả năng tìm thấy hạnh phúc của con giáp này đã là cao hơn nhiều. Nếu bạn thầm thương trộm nhớ người ấy đã lâu thì đừng che giấu tình cảm của mình mãi nữa. Hãy dũng cảm bộc bạch tình cảm của mình, chọn thời điểm thích hợp, không gian thích hợp để tỏ tình. Tỷ lệ thành công trong tháng 6 âm lịch này khá là cao đó. Có điều, sức khỏe của tuổi Thìn vẫn chưa được tốt lắm, bản mệnh cần phải tăng cường tập luyện thể dục thể thao, ăn uống đủ chất, ngủ nghỉ đúng giờ để tăng sức đề kháng cho mình. Các bạn nhỏ muốn học bơi thì cần có người lớn giám sát, tốt nhất là người có khả năng bơi lội tốt, tuyệt đối không được bơi một mình ở những chỗ hoang vu, thậm chí là có bạn bè bơi cùng cũng không nên, tránh xảy ra sự cố đuối nước đáng tiếc. Tử vi tháng 7 năm 2020 âm lịch. Xem bói tử vi tháng 7 2020, sự nghiệp của tuổi Thìn bắt đầu khởi sắc. Về cơ bản không gặp phải rắc rối quá lớn, vận trình tài lộc thì không được tốt đẹp như thế. Mọi thứ đi xuống theo chiều hướng xấu. Xét về phương diện sự nghiệp thì tuổi Thìn kiên trì với mục tiêu mình đã chọn, quyết tâm thực hiện điều mình đã bắt đầu. Mỗi một nhiệm vụ được giao bạn đều hoàn thành xuất sắc, không để xảy ra sai sót đáng kể. Xong, đường tài lộc có phần ảm đạm, phần nhiều là do con giáp này đang chi tiêu quá nhiều, thu chẳng đủ bù chi. Bản mệnh tiêu tốn khá nhiều tiền bạc vào chuyện ăn uống, vui chơi, giải trí. Trong tháng, nên học cách kiểm soát bản thân, nhất là những người đang phải nuôi gia đình, đừng khiến người thân của mình phải chịu khổ, trong khi bản thân có khả năng lo chu toàn cho cha mẹ con cái. Tử vi tháng 8 năm 2020 âm lịch. Xem tử vi tháng 8 âm lịch năm Canh Tý, sự nghiệp của tuổi Thìn có phần chững lại, vận trình biến động lớn, đường tình duyên không được ổn định, tổng thể vận trình xuống dốc không phanh. Bản mệnh công việc bận rộn, áp lực gia tăng, lại bị đồng nghiệp chèn ép. Các cuộc tranh đấu ở nơi công sở khiến cho những chú rồng mệt mỏi khi phải ứng phó, có lúc sức tàn lực kiệt, chỉ muốn từ bỏ. Con giáp này nên bình tĩnh, giữ cho đầu óc sáng suốt để đấu lại với những kẻ tiểu nhân mà không làm hại tới mình. Đừng dùng tình cảm cho những việc cần đến lý trí. Ngoài ra thì chuyện tình cảm của tuổi Thìn đang trong tình trạng báo động, các cặp đôi không ngừng nảy sinh tranh cãi mâu thuẫn cũng theo đó mà gia tăng. Con giáp này cần kiểm soát cảm xúc của mình, đừng để những áp lực của công việc khiến mình trở nên nóng nảy mà giận cá chém thớt. Vô hình chung khiến cho mối quan hệ của mình trở nên tệ hại hơn gấp nhiều lần. Tử vi tháng 9 âm lịch. Bước qua tháng 9 âm lịch, tổng thể vận trình khá ảm đạm khi mà đường tài lộc và sức khỏe của tuổi Thìn đều vẫn đang sa sút nghiêm trọng, công việc và tình cảm ở mức bình ổn. Trong tháng này, bản mệnh cần cẩn trọng khi đầu tư. Nếu bạn tham gia vào các mục đầu tư, mạo hiểm, chơi cổ phiếu, buôn bán, nhà đất, dễ bị phải chịu tổn thất lớn. Tiền bạc đổ ra đầu tư một đi không trở lại.
người làm kinh doanh nhỏ cũng chẳng khá khẩm hơn, lợi nhuận thu được chẳng đáng là bao, thời thế thay đổi thậm chí phải bán tống bán tháo để thu lại nguồn vốn bỏ ra ban đầu. Về phương diện sức khỏe, những bạn làm công sở hay phải ngồi lâu một chỗ có nguy cơ mắc các bệnh về mắt và cột sống. Cần lưu ý thường xuyên thay đổi tư thế, thi thoảng đứng dậy đi lại để giúp mắt đỡ căng thẳng, cột sống cũng không phải chịu sức ép từ một tư thế quá lâu, tránh các bệnh thoái hóa đốt sống cổ, đốt sống lưng. Tử vi tháng 10 năm 2020 âm lịch. Tháng 10 âm lịch là lúc mà cả công việc và tình cảm của tuổi Thìn đều gặp phải không ít khó khăn. Vận trình của cả hai phương diện này đều không được lý tưởng. Trong công việc, bản mệnh cần ý thức được những thiếu sót của bản thân mình. Bạn biết được nhược điểm của mình nằm ở đâu nhưng lại chưa tìm được cách để nâng cao năng lực bù đắp cho những thiếu sót đó. Con giáp này cũng đang loay hoay trong việc xử lý các mối quan hệ xã giao. Bạn chưa nắm được bí quyết để hòa hợp với mọi người, thường vô tình đắc tội với người khác, gây cho đối phương những tổn thương tinh thần. Trong chuyện tình cảm, con giáp này thấy hoang mang, chưa xác định được đây có đúng là điều mình mong muốn hay không. Tình cảm đôi bên khi gần, khi xa, khi nồng nhiệt, khi lại lạnh nhạt. Người độc thân cũng gặp phải tình trạng này khi theo đuổi người trong mộng, bạn sẽ phải đau đầu và tốn nhiều thời gian, công sức để giành được trái tim của người ấy. Tử vi tháng 11 năm 2020 âm lịch. Xem bói tử vi tháng 11 âm lịch người tuổi Thìn cần đặc biệt cẩn thận cả trong công việc và cuộc sống hàng ngày. Vận trình công danh sự nghiệp vẫn đang lao dốc trong khi đường tình duyên tài lộc và sức khỏe đã có những chuyển biến tích cực. Công việc của con giáp này thường xuyên gặp phải cản trở hay sự cố chẳng thể nào chống đỡ được. Ví dụ như bị đồng nghiệp đùn đẩy, đổ trách nhiệm, bị khách hàng cố tình gây khó dễ, cấp trên chèn ép, chẳng phân biệt phải trái đúng sai. Trong trường hợp này, những chú rồng cần phải giữ cho mình sự bình tĩnh và sáng suốt để không mắc phải sai lầm. Người ta đã sai, mình còn sai hơn. Hãy sống khiêm nhường, làm gì cũng phải lẳng lặng mà làm. Đừng khoe khoang, phô trương thanh thế mà khiến tiểu nhân ngứa mắt. Bạn cũng đừng quá khắt khe tính toán quá mức. Người khác làm điều xấu thì cố gắng bỏ qua. Nếu không sẽ chỉ gây hại cho chính bản thân mình, tự mình thấy mệt mỏi và khó chịu. Khoan dung độ lượng với người chính là tạo phúc cho mình. Tử vi tháng chạp năm Canh Tý của tuổi Thìn khá tốt, cả tình yêu, sự nghiệp, tài lộc và sức khỏe đều có những bước tiến triển đáng chúc mừng. Có thể nói đây là tháng thu hoạch của những chú rồng. Xét về phương diện công danh sự nghiệp, con giáp này sau bao nhiêu tháng ngày vất vả cực khổ cũng đã hái được trái ngọt. Bản mệnh có cơ hội được cấp trên ưu ái, cân nhắc lên vị trí cao hơn, trao cho nhiều trọng trách, lương thưởng đãi ngộ cũng theo đó mà tăng lên. Xem bói tử vi 2020 của tuổi Thìn, con giáp này trải qua nhiều biến động trong cuộc sống, hung cát đan xen. Về cơ bản, đường tài lộc và tình duyên trong năm Canh Tý khá là tốt. Tuy nhiên, công việc trong năm khá căng thẳng và mệt mỏi, gây ra nhiều áp lực vô cùng. Mệnh chủ còn có khả năng vướng phải họa thị phi, thậm chí là kiện tụng, có thể vì thế mà mất tiền hao của. Xem phong thủy phi tinh năm 2020, phương vị trung cung nằm ở giữa nhà là nơi chịu ảnh hưởng của sao Thất Xích phá quân, chủ về hao tài phá lộc. Vì thế ở vị trí này cần phải bài trí phong thủy hợp lý để thúc đẩy tài vượng. Không nên đặt nhiều đồ đạc lộn xộn ở giữa nhà, cũng không nên để đồ vật sắc nhọn mang tính sát thương cao ở đây. Sát khí của nó có thể dẫn đến họa huyết quang, ảnh hưởng đến sức khỏe của gia chủ. Tại vị trí này trong nhà nên đặt tượng kỳ lân phong thủy, tốt nhất là một đôi kỳ lân để hóa giải sát khí, trấn trạch an yên. Cũng có thể đặt thêm những vật phẩm phong thủy trợ tài lộc khác để giúp cho tài khí được thêm phần thuận lợi. Ở góc chính bắc nên đặt tượng sư tử đá để tránh họa thị phi, phòng nguy cơ vướng phải kiện tụng. Gia chủ trong năm nên sớm sắp xếp công việc để đến cơ quan công quyền một lần, tượng trưng cho việc đến cửa quan tố tụng, giảm bớt họa thị phi ập đến.
Như đã hứa ngay từ đầu, chúng tôi nói sẽ tặng quà cho các bạn tuổi Thìn Thái Tuế Phù là bùa may mắn cho mình. Để nhận quà, các bạn hãy liên hệ với chương trình nhé. Vừa rồi, Phong Thủy May Mắn vừa tổng hợp và luận giải về tử vi tuổi Thìn năm 2020. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Để thể hiện quan điểm của mình, các bạn hãy để lại quan điểm cá nhân bên dưới phần bình luận để Phong Thủy May Mắn tiếp tục hoàn thiện và phát triển nhé. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những chương trình tiếp theo.